Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ bảy, 4 Tây tháng 3 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 73 bắt đầu. Trước khi vào chương trình khai dân trí số 73, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn trên toàn thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng, chúng ta hãy nghe một ca khúc, một bài hát để mà chúng ta thấy được bộ mặt sự thật của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chúng ta chuẩn bị tiếp nối tinh thần để mà chuẩn bị là ngày mai là ngày 5 tháng 3 toàn dân cả nước tổng nổi dậy, tổng biểu tình. Mời các bạn nghe bài Chúng Đi Buôn của anh Phan Văn Hưng. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Thank you.
tất cả quý vị và các bạn thân mến. Rồi, Lisa trở lại chương trình. Lisa nhận được rất là nhiều những cái bản tin mà ở trong nước Việt Nam người ta đã đưa ra cho Lisa, cũng như ở tại Australia, cũng như ở tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Mọi người đang rất là quan tâm một cách hết sức là đặc biệt cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Bây giờ ngày mai là tới ngày biểu tình toàn dân Trà Tổng nổi dậy. Lisa kêu gọi tất cả các bạn trẻ ở Việt Nam hãy nên vào bệnh viện, vào bến xe và đi tất cả mọi những này là những cái nơi nào mà đông người mà là nạn nhân của chế độ cộng sản Việt Nam, phải nói cho từng người nghe. Trong bệnh viện cũng bắt đầu phất lên để mà đi ra đường, để mà tổng nổi dậy. Ở bến xe cũng vậy. Ngày mai Lisa nhận được cái tin là cái lũ chó đẻ đảng đỉ, nó run sợ, nó cho cảnh sát giao thông chặn những cái quốc lộ 1. Cho nên những người nào mà chạy xe, mọi người dân Việt Nam nghe tiếng nói của Lisa, cứ diệt tâm thẳng vào những thằng cảnh sát giao thông cho Lisa. Xe cộ nào của nó là cứ diệt chạy ào tới, tâm thẳng vô. Xe container cứ diệt chạy tâm thẳng lên luôn, không cần phải là dừng hiệu lệnh gì cả. Cho nên Lisa nghe nói rằng chúng nó sẽ giống là giả bộ đặt những cái chốt để mà chặn những cái xe này này kia kia nọ. Cho nên các bạn cứ diệt bon bon, xe ta bon bon trên đường đi tới Vĩnh Long, cứ diệt tâm mẹ nó, tâm thẳng vô cho Lisa. Bởi vì hôm qua Lisa chửi cái vấn đề là kêu bằng là cái lũ mà vấn đề là quân đội, thì có một số những người quân đội vô đã nói với Lisa rằng là chúng tôi rất là yêu dân tộc Việt Nam và chúng tôi không để cho người dân Việt Nam phải bơ vơ đâu. Cho nên cô Lisa yên tâm, chúng tôi sẽ vấn đề là hỗ trợ người dân, bởi vì chúng tôi không ra mặt nhưng mà chúng tôi âm thầm chúng ta yểm trợ. Cho nên cô Lisa hãy nên nói với mọi người, thằng cơ động nào, thằng dân phòng nào, thằng công an nào mà đánh đập người dân của tôi thì coi chừng, nếu những người dân đó mà đi biểu tình ôn hòa là có bà con với tụi tôi hoặc là không phải bà con thì tụi tôi sẽ tới lấy máu của những cái thằng chó đẻ đó. Lisa rất là cảm ơn những người quân đội, những anh phục viên, những cựu chiến binh đã có một tấm lòng để thương dân tộc của mình. Giặc Đông Hán đang tràn sang đất nước của ta. Hiện bây giờ trong bộ chính trị, bọn Thái Thú nó đang làm tay sai cho bọn Tào Cộng. Bây giờ quý vị hãy nên nhớ kỹ rằng không có cái gì bằng dân tộc của mình. Đừng nghe những cái luận điệu xảo trá của cái lũ chó đẻ đảng Cộng sản. Chúng nó giả bộ, chúng nó đưa ra một cái trang quân đội nào đó để mà giả bộ kêu gọi người dân tẩy chay cái cuộc biểu tình. Nhưng mà các bạn nên nhớ kỹ rằng đây là cái trang của cái lũ tình báo của anh em. Cho nên những người quân đội, những anh bộ đội và những người ở tại Việt Nam phải thật là sáng suốt. Đừng để cho cái lũ tình báo của anh em nó đạt được cái mục tiêu như vậy. Nha! Các bạn và những người biểu tình ở tại Việt Nam, chớ bao giờ ngại ngùng, hãy nên lập cho mình một cái file chat. Lisa, ở trong cái file chat đó, cái nickname của Lisa là Phạm98. Cái hình ảnh đại diện là con chó ỉa trên mặt của Hồ Chí Minh. Nếu nó tắt đi, vấn đề là kêu bằng Internet, các bạn có thể vấn đề là nhắn tin cho Lisa trên file chat để mà Lisa cập nhật được nha. Cho nên nó là tất cả những cái truyền thông ở quốc tế, những người Việt bên đây đã vận động và người ta đang chú trọng vào ở Việt Nam. Cho nên trong những cái tình hình này, tất cả những cái tin nào các bạn đưa cho Lisa, Lisa không lên đây nói được là bởi vì Lisa đang chú tâm vào cuộc biểu tình ngày mai là ngày Chủ nhật 5 tháng 3. Cho nên sau cái cuộc biểu tình đó rồi thì những cái bản tin mà vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam nó như thế nào thì Lisa sẽ cho các bạn biết nha. Cho nên khi các bạn đi biểu tình mà nếu thấy mình bị đàn áp hoặc là đánh đập vô cớ thì các bạn cứ duyệt, các bạn gọi điện thoại nha. Lisa đã đưa lên rồi đó. Nhân viên đặc cấp về nhân quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn, đó là Mr. Cheller Seller. Số điện thoại là 848-3520-4200 hoặc là gọi cho anh Mr. Davis là 0979-218-733 hoặc là anh Mạnh
0914 896 865, hoặc là anh Đức 0913 249 045. Các bạn nên nhớ kỹ như vậy nha. Lisa đang nhận được một cái tin, có ba cái tin rất là quan trọng trong cái cuộc biểu tình toàn dân lần này. Một là những người mà điều tra về nhân quyền, họ cũng đã vào Việt Nam và họ trà trộn trong cái người biểu tình bất bạo động này. Mặc dù báo chí đài của Cộng sản nó chụp mũ cho các cha như là cha Lý, cha Thục và bắt đầu cha Nam, nhưng mà những cái người nhân quyền này họ xem coi có đúng như vậy hay không. Cho nên các bạn, vấn đề là hãy cẩn thận nha. Họ đang trà trộn vào những cái dòng người để mà họ biểu tình bất bạo động ôn hòa như thế nào. Cho nên chúng ta tuyệt đối chúng ta đừng đi vào để chúng ta bạo động khi mà nhóm người mà vấn đề là bất bạo động người ta biểu tình ở trong thủ đô. Chúng ta bạo động là chúng ta đi ra ngoài, ở ngoài quốc lộ, chúng ta tông xe, chúng ta chặn quốc lộ, chúng ta chửi bơm xăng vào cho nó cháy xe cứu hỏa, là cái đó ở bên ngoài. Còn ở trong thành phố, những nơi trung tâm mà bất bạo động là luôn luôn có những cái người thanh tra của nhân quyền và có những cái tình báo, hoặc là ở các nước, thậm chí Lisa nhận được tòa lãnh sự quán của Mỹ, tòa lãnh sự quán của Pháp, tòa lãnh sự quán của Đức, tòa lãnh sự quán của Úc, họ cũng đang cho người cài vào để mà vào trong những cái người mà vấn đề là bất bạo động này, để xem coi cái lũ tình báo qua Nam, cái lũ súc vật, cái lũ chó đẻ cơ động nó đánh đập, nó đàn áp như thế nào, để sau cuộc biểu tình các bạn sẽ thấy thế giới làm cái gì với nó. Có thể rằng CIA cũng sẽ tham gia vào đoàn biểu tình, việc này là chắc chắn 100%. Cho nên các bạn nên nhớ kỹ rằng vấn đề là kêu bằng là nếu thằng Cộng sản Việt Nam mà nó dùng cái đám kêu binh này hoặc những con chó nào mà ăn cướp gà mà nghe lời của đảng đĩ mà đánh đập người dân mà chảy máu thì coi chừng tánh mạng của tụi bay nha. Coi chừng người dân người ta sẽ giết tụi bay chết trong nay mai nha. Mặt khác, nếu mà nó đàn áp những người mà bất bạo động này thì chắc chắn rằng thế giới sẽ phong tỏa và trừng phạt kinh tế của nó, làm cho nền kinh tế của nó sẽ tán gia bại sản, sẽ đóng băng tất cả những cái tài sản của nó hoặc là những cái vấn đề là tài khoản của nó để mà nó xuất nhập khẩu ở nước ngoài. Cho nên những tên công an nào, những thằng súc vật nào hoặc là thằng chó đẻ nào trong bộ chính trị mà tụi bay ngục, mà tụi bay ra lệnh cho cái lũ kiêu binh này mà ngon động tới người dân Việt Nam là tụi bay chết con gái mẹ tụi bay ngay, nghe cho nha. Lisa mong rằng tất cả mọi người ở những cái nơi trung tâm đều ở trên nhà lầu, ở trong cửa sổ, đặt camera 100% cho Lisa quay tất cả những sự kiện xảy ra từ chân tơ kẻ tóc, và phải nhớ mặt tất cả những con chó nào mà hung ăn mà dám vấn đề là nghe lời của thằng chó đẻ trộm lũ hoặc là nghe lời của cái lũ đầu bò mà vấn đề là tình báo qua Nam để mà đánh đập người dân Việt Nam nha. Cho nên vấn đề là kêu bạn là phải coi những thằng này. Nếu mà những con chó nào mà nó hung hăng mà nó quánh rồi đó, Lisa sẽ thành lập một cái đội để mà vấn đề là kêu bằng truy tìm nhà thằng chó đẻ này, là phải giết cả dòng họ mày để trả thù, để báo thù. Đến mức độ này rồi, tất cả mọi người dân Việt Nam phải báo thù, phải lấy nợ máu, phải trả bằng máu. Bởi vì các bạn thấy rõ ràng môi trường Việt Nam bây giờ nó bị tan hoang hết như vậy rồi. Thế giới người ta đã biết rồi. Bây giờ tại Formosa, Vũng Áng cá chết hàng ngàn tấn như vậy rồi. Vậy mà những cái tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam chó đẻ nó đăng lên, nó nói là những người biểu tình này lợi dụng vào Formosa. Thằng chó nào cho Formosa vào? Không có lửa làm sao có khói mà lợi dụng? Hả? Các bạn thấy rõ ràng như vậy. Rồi bắt đầu là nó giả bộ, nó đưa lên như vậy. Không lẽ bây giờ toàn dân Việt Nam phải ngồi im lặng à? Để cho cá chết hàng triệu tấn như vậy à? Không lẽ bây giờ toàn dân Việt Nam phải nghe lời cái đảng đi theo Tàu Cộng để cho vấn đề cái Formosa nó tiếp tục nó xả thải để giết cả con cháu của mình, cả dân tộc của mình à? Hả? Ung thư bây giờ là đứng hàng thứ hai ở trên thế giới, chỉ có sao Phi Châu thôi. Bây giờ muốn sao? Muốn im lặng để cho cả nước Việt Nam, để cho con dân Việt Nam phải ung thư làm sao đứng hàng thứ nhất của thế giới à? Cho nên các bạn thấy những cái tờ báo, những cái luận điệu mà kêu người dân, cảnh tỉnh người dân đừng ủng hộ biểu tình, các bạn đừng bao giờ nghe. Bởi vì đây là những lời sáo rỗng, những tờ báo này các bạn phải chửi thẳng vào mặt của nó là tờ báo mà của cái lũ súc vật, của cái lũ chó đẻ tình báo qua Nam. Nha. Hiện bây giờ đó, quân đội của Hoa Kỳ họ đang ở ngoài Biển Đông.
Cho nên chỉ cần mà thằng Tào Cộng mà nghe lời để tàn sát người dân thì các anh chiến sĩ, những người dân hãy cầm cuốc, cầm gậy đập phá những cái cơ quan của nó, bạo loạn, đứng lên luôn. Chắc chắn rằng quân đội của Mỹ sẽ sẵn sàng can thiệp. Nếu mà thằng chó đẻ vấn đề là Tào Cộng, nó ra lệnh cho quân đội của thằng Cộng sản Việt Nam tàn. Các bạn nên nhớ kỹ như vậy nha. Ừ. Cho nên vấn đề là các bạn là Lisa mong rằng mọi người hãy nên mạnh mẽ hơn nữa trong cái cuộc biểu tình này nha. Đó. Cho nên vấn đề là Lisa rất là chờ đợi cái tin vui của mọi người. Của mọi người nha. Các bạn biết là bây giờ chiến hạm cũng như máy bay của Hoa Kỳ đang ở ngoài Biển Đông, cách Việt Nam không có bao xa, sẵn sàng can thiệp nếu mà thằng chó đẻ đảng đi mà nó ra lệnh để tàn sát người dân tộc Việt Nam nha. Cho nên các bạn đừng bao giờ run sợ, chỉ cần nó giết một người dân Việt Nam thôi thì nó biết thế nào là lễ độ. Các bạn biết bây giờ Lisa nhận được cái tin đó là trong bộ chính trị đó, thằng chó đẻ Trọng Lũ và những cái phe tình báo Hoa Nam nó đang xem coi diễn biến của người dân Việt Nam như thế nào. Nếu mà người dân mà cả nước mà đứng lên mà mạnh quá thì nó chuẩn bị chi phi cơ để mà nó bay thẳng qua bên thằng Tàu nó ở luôn. Cho nên nó là bây giờ đó là những thằng nào mà ngu ở trong quân đội hoặc là công an mà nghe lời của thằng chó đẻ này mà đánh đập đồng bào, khi mà toàn dân đã phẫn nộ từ bất bạo động mà người ta chuyển qua bạo động rồi, thì liệu những con chó tụi bay có cái mồ để mà chôn thân tụi bay không hả? Tụi bay thấy không, chẳng hạn như ở tại đất nước Ukraine, khi mà thằng tổng thống nó ra lệnh cho cảnh sát, cho vấn đề là quân đội đánh người dân, khi mà lòng dân người ta nổi lên toàn nước rồi, thì thằng chó đẻ tổng thống ở tại Ukraine nó lên phi cơ, nó bay sang thằng Nga, nó trốn ở bên bệnh. Còn bây giờ những cái thằng mà cảnh sát quân đội phải quỳ gối mà để xin tạ tội với dân tộc ở tại đất nước Ukraine, hình ảnh đó Lisa mong rằng những con chó mà vấn đề là kêu binh, những con chó mà nghe lời ăn cứt gà để mà ra tay đánh đập người dân thì hãy coi chừng nhé, hãy coi chừng. Hãy coi chừng. Lisa xin nói với tất cả mọi người và các bạn thanh niên trẻ ở tại Việt Nam, chỉ cần nó giết một người dân hoặc là chỉ cần nó đánh đập một người dân thì tất cả chúng ta đồng loạt ở mọi nơi phải chặn những cái quốc lộ một phá banh tành. Nó đánh người thiệt hại là chổi bơm xăng, chổi vào vấn đề là xe cứu hỏa của nó, cho đốt cháy xe cứu hỏa của nó luôn, tấn công vào những đồn công an, những ủy ban, những nơi nào làm việc của nó, phải làm lớp chuyện lên, vào tới bệnh viện kêu gọi tất cả những con em nào mà đang nằm bệnh ung thư, để kêu gọi mọi người trong bệnh viện phải đứng lên luôn để chống đối, từ trong bệnh viện chống ra, ra ngoài bến xe kêu gọi làm người dân phải nổi loạn để mà chạy xe ra quốc lộ để mà bất chấp tâm chất mẹ hết những thằng chó đẻ. Vấn đề là kêu bằng là cảnh sát cơ động, cảnh sát vấn đề là giao thông. Đây là một cái cuộc mà để cho người dân rửa đi cái nỗi hận. Cho nên những con em mình đã bị cảnh sát giao thông nó phạt, nó tịch thu xe, nó đánh đập, thì đây là cơ hội ngàn vàng. Các bạn hãy chuẩn bị xe để ra quốc lộ để làm lớp chuyện ở ngoài ngoại. Nhớ là đi ra quốc lộ và làm phá ở ngoài quốc lộ, đừng bao giờ đi vào những cái những này là đoàn người bất bạo động ở trong thành phố, nhớ nha. Những người nào mà người ta bất bạo động, các bạn cứ để yên cho họ bất bạo động. Bởi vì những người như Lisa nói rồi đó, nhân quyền, thanh tra nhân quyền hoặc là những nhân viên của lãnh sứ quán người ta đã cài vào đây. Những người mà làm về phòng kinh tế chính trị người ta đã âm thầm để mà người ta đi vào, ta coi cái cuộc biểu tình này như thế nào. Lisa cũng mong rằng những thằng chó đẻ tại Việt Nam mày nghe lời cái đảng đỉ mày ngon mày quánh một người ở nước ngoài đổ máu làm sao. Cho nên đối với vấn đề là kêu bằng là những con chó này đó là phải vấn đề là trừng trị nó ngay tức, để coi coi những này là cái bọn nó làm được cái gì. Cho nên ngày mai là cái ngày mà rất là quan trọng nha. Nếu mà ngày mai mà nó đàn áp những người dân mà bảo vệ môi trường, các bạn nên nhớ kỹ, những người dân mà biểu tình bất bạo động chống Formosa, tức là chống là tức là làm chống lại cái thế lực của thằng Tào Cộng, liệt đạt bảo vệ cho tánh mạng của các bạn. Cho nên các bạn chớ bao giờ các bạn thờ ơ nha. Nếu mà nó đàn áp những cái giáo dân, những cái người mà đấu tranh mà bất bạo động này,
Xin kêu gọi toàn dân Việt Nam không nghe những cái đài báo nào của đảng đĩ để cho nó sủa kệ con gái mẹ nó, cho con em mình bãi khóa, không cho đi tới trường học nữa. Kéo con em mình ra ngoài đường để mà giơ cao khẩu hiệu chúng tôi ủng hộ người biểu tình bảo vệ môi trường. Cứ làm như vậy để cho thế giới người ta nhìn thấy nha. Trong bệnh viện cũng vậy, những người nào cha mẹ mà có con em của mình ở trong bệnh viện mà bị vấn đề là kêu bằng là thương, bị vấn đề là ung thư cũng đi ra ngoài đường để mà phản đối cho Lisa nha. Bãi thị bãi khóa, nói lên cho Lisa nha, để mà những người là Lisa coi như thế nào nha, để coi cái đảng đĩ là tụi bay ra làm sao. Mặt khác theo dõi những con chó đẻ nào để mà vấn đề là kêu bằng là ra tay cho Lisa nha. Chị ơi, chị nhớ kêu người dân mỗi người làm một cây đuốc nha. Cây đuốc tròn vừa tầm khoảng tầm tay khoảng 7 tấc, vừa thu vừa vừa thủ và vừa đánh được. Chỉ cần tụi nó tới thì chúng ta có thể châm đuốc lên để tấn công. Nhớ nha chị, kêu gọi mọi người hãy thủ trong người những cái vật để mà chuẩn bị chơi với tụi này. Ừ. Thì đó, những người nào vấn đề là kêu bằng là hả, cảm ơn ý kiến của em đó, đó, thì cũng ok. Nếu mà thủ thủ đuốc cũng được, hoặc là thủ dao, hoặc là chơi ca axit luôn cho chị luôn đi. Mẹ nó mệt lắm. Chị mà nói tới mà cầm dao hay cầm đuốc được kia đâm mẹ cái lũ chó này á, nguyên một cái bầy chó hùa như vậy đó, là chị chơi nguyên ca axit đậm đặc, chị tạt mẹ con gái mẹ nó luôn đó. Chúng thằng nào chúng kệ mẹ nó ra đi đó. Cảnh sát cơ động hay là cảnh sát kia nó trùm cái mặt nó lại hết trơn, giống như khủng bố vậy đó. Đừng thèm tạt ở trên, canh ngay chăn bộ chỉ huy Bác Hồ của nó tạt vô cho chị nha. Đó, tại vì nó đang đứng láo nháo láo nháo láo nháo cầm cá xích tạt mẹ nó vô chỗ Bác Hồ, tại vì nó che cái mặt ở trên mà, cho nên đừng có thèm tạt ở trên, dính mấy cái đó không có trúng nó đâu. Tạt ngay cái chỗ mà bộ chỉ huy của nó, chỗ Bác Hồ của nó, hoặc là coi cái chân của nó, chỗ cái bắp đùi của nó đó, tạt mẹ nó một ca axit đậm đặc vô trọng là kể như nó không có chạy, nó rượt, nó quánh được bà con của mình. Cho nên mỗi người đều có một ca axit đậm đặc cho Lisa còn mừng nữa. Cho nên mẹ phải chơi như vậy đó, phải đánh cái đảo đĩ này, phải giết cái đảo đĩ này cho Lisa, nghe chưa? Cô ơi, cô mai biểu tình rồi mà hôm nay đảng đĩ nó kêu người dân đi họp khu phố, nó kêu là phải treo cờ đảng đĩ lên kìa cô ơi, rồi nó còn ca ngợi, nó kêu mọi người trong xóm không nên cùng với người dân để đi biểu tình đó cô à. Thậm chí nó không cho mở nhạc của vấn đề là Việt Nam Cộng Hòa, nhạc vàng như là bốn vùng chiến thuật đồ kia nó đăng lên báo đó cô. Thì nó run sợ đó. Ủa, bây giờ nó lùi cái bản mặt chó, bản mặt đĩ của nó ra rồi đó. Nó giả bộ, nó nói thôi, bây giờ đất nước thanh bình rồi, cho nên làm gì mà thù hận vậy. Này kia cái nó giả bộ, các em thấy không? Cái nó ra mấy cái chương trình bolero được kia, nó cho ca nhạc mừng. Bây giờ nó thấy người Việt bên đây giống như chị nhìn ra cái giả tâm của nó, kêu gọi toàn dân đứng lên để lật đổ. Cái bây giờ nó quýu cẳng nó mẹ rồi. Cái bây giờ nó chặn hết trơn, nó không có cho ca hát gì hết trơn. Trong tương lai nó bắt các em phải quay đầu lại ca ba cái nhạc mà xàm xí đú của nó đó, chẳng hạn như là cái bằng là tiếng 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 tăng tăng tiền con chim rau xin hót tiếng anh mơ mừng công anh bộ đội giải phóng quân ơi, anh đánh trận miền Tây khe xanh đồ kia vậy đó. Bắt đầu là nó giả bộ, nó cho mọi người ca. Không ấy là chim ơi, chim ơi, chim kêu nghe buồn chết mẹ, chim kêu quả chết mẹ nghe chim được kia đó. Nó đưa mấy cái bài nhạc đó vô cho các em ca, cho nên các em đừng có phải nghe lời cái đảng đĩ nữa. Bây giờ là thời đại của tin học, thời đại của internet, cho nên không để cho cái lũ súc vật, cái lũ chó đẻ này mà nó đưa các em đi vào cái con đường mà để vào cái thời và những này là bao cấp nữa. Nó càng ngày nó càng xiết đó. Cho nên người dân phải đứng dậy, người dân phải mạnh dạn, người dân phải cương quyết. Thằng chó đẻ nào, thằng đảng đĩ nào, đài tivi nào, thằng súc vật nào mà những đây là bà đặt giá bộ đó, tôi yêu cho mày, yêu gái mẹ mày đi. Mày theo thằng tạo mày yêu cái gì? Mày yêu thằng cha con gái mẹ mày chứ mày yêu mẹ mày, đồ súc vật. Cho nên vấn đề là kêu bằng là các bạn phải phải nhanh nha. Chị ơi, ở Nha Trang gần New Phi hồi nãy em thấy có dàn tân binh tụi nó diễu hành xuống bến cảng Cầu Đá. Thì những cái nơi mà ở tại Nha Trang, Đà Nẵng đâu kia là khu đó là của thằng Tàu Cộng mà. Bởi vậy cho nên những này là nó phải được lệnh để nó ra nó bảo vệ thằng này. Hiểu không?
Cho nên các em yên tâm đi. Cho nên đó ha, sau cái cuộc biểu tình này đó là chị phát động là giết chết mẹ những con chó Tàu, để mà những này là chọc gãy bánh xe cho thằng Tàu nó điên lên, nó qua nó giết cái thằng cộng sản này đó, vậy đó. Cho nên những này là kêu bằng là mẹ sau cái cuộc biểu tình này đi, rồi bắt đầu là kêu bằng là chúng ta gặp thằng Tàu nào là giết thằng Tàu nấy, bán đồ ăn những này là cho Tàu ăn thì bỏ độc vô cho nó ăn chết mẹ nó luôn đi, cho nó những này là kêu bằng là ngã mẹ nó ra như vậy đó. Chúng ta phải làm như vậy đó, để cho những này là thấy được những này là chúng ta như thế nào nha. Chị, tụi bay khỏi cần, tụi bay sợ Tàu hả? Không dám nêu tên Tàu lên hả? Mà đặt đăng ba cái tờ báo giáo bộ mẹ trong quân đội đồ kia, hôm qua tao chửi quân đội cái đăng lên tờ quân đội, mà đặt cảnh tỉnh người dân. Người dân bây giờ đó hả, nó nghe tụi bay giống như là nghe heo nái leo cây. Ai nghe tụi bay hả? Đánh đi, xúc giật cái lũ mà bắt đầu là quân đội mà đặt lên cái tờ báo mà kêu gọi người dân, chó nó nghe bay biết chưa, đồ xúc giật tụi mày. Đó, mẹ tụi bay ra, chị ơi chị kêu gọi mọi người dân rút tiền từ ATM ra ngày 4/3/2017 tại Sài Gòn nha chị. Chị đã kêu gọi mọi người rút tiền rồi, em yên tâm đi. Em chào chị cho em hỏi gấp được không? Hỏi gấp gì? Trong cuộc biểu tình em không biết ở đâu, em chưa biết được, em cứ đi ra ngoài quốc lộ chạy xe ra ngoài, khi nào mà có cái gì rồi thì các em cứ về các em tham gia nha. Các em cứ tham gia cho chị. Chị ơi chị, coi chừng tụi nó cắt mạng internet, sợ mọi người liên lạc với nhau ở bên file chat đó. Các em cứ gì, các em vấn đề là hành động cho chị đi. Cô Lisa ơi, cô đoán đúng quá rồi. Nó cho cúp điện làm bộ sửa điện, sửa internet để bưng bít tin tức á cô. Con lên mạng 3G báo cho cô biết nè. Dễ thương quá, cảm ơn con trai nha. Tải cái file chat về cho cô hay tin tức đi con trai. Trai này giỏi nè. Chắc 14 tuổi hà. Chị Lisa ơi, chị nói với toàn dân biểu tình đi chị. Nếu bọn não đánh người dân thì đừng đánh lại mà mất thời gian, phải xúm lại 2-3 người, đè một thằng chó đẻ công an xuống mà cởi quần xé áo nó ra để cho nó mắc cỡ nó không đi đi chị. Trời ơi, làm chi mệt vậy? Mình là người Việt Nam, thuần phong mỹ tật, đựng tội cởi quần ra con ơi. À, nghe lời của cô dùng ca axit đậm đặc, nhưng đây là tạt mẹ nó vô bộ chỉ huy của nó được rồi. Cởi quần chứ, chỉ cần tạt vô bộ chỉ huy của nó là được rồi, chứ cởi quần làm mẹ gì nha. Chắc con cũng còn nhỏ phải không? Đó, mấy đứa này nó dễ thương lắm nè. Chị Lisa thân yêu ơi, em mấy hôm nay có nghe đà bài Người Nữ Đồng Đội hay quá chị ơi. Em hy vọng trong một số khai dân tí sắp tới, chị có thể phổ biến cho mọi người cùng nghe chương trình được không ạ? Em cảm ơn chị rất là nhiều. Người dân trong nước bây giờ ai ai cũng mong cho cái đảng đỉ này nó phải tiêu tan đó chị ơi. Chị hãy nên nói cho mọi người nghe thời gian, địa điểm cho ngày lịch sử 5 tháng 3 nha chị. Ở tại Sài Gòn 7:30 sáng, tại nhà thờ Đức Bà, Hà Nội 7:45 sáng, ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà Tĩnh, Kỳ Anh 8:00 đường vào công ty Formosa, Thái Bình 7:45 sáng, bến xe Thái Bình, đường Lý Bôn, Nghệ An 8:00 sáng, tại Quỳnh Lưu, Quảng Bình 8:00 sáng, quốc lộ 1, ngã ba Bà Dồi, Quế 8:00 đường Nguyễn Huệ, Buôn Mê Thuột 8:00 sáng, ngã năm nhà thờ Chánh Tòa, Buôn Mê Thuột, Cần Thơ 7:30, trung tâm quận Ninh Kiều, Nha Trang 7:30, chợ Đầm, Đồng Nai 8:15, ngã tư Tam Hiệp, Tiền Giang 8:00 sáng, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Mỹ Tho, Bình Dương 7:30 sáng, siêu thị Sóc Thần, Dĩ An. Mình đưa ra nhưng mà mình phải dương đông kích tây, tức là bây giờ các em giả bộ đưa ra cái địa điểm giả bộ đưa ra như vậy, nhưng mà tới lúc đó mà nó dụ cho nó ồ, là thí dụ như bây giờ nó nhà thờ Đức Bà mà nó ồ vào nhà thờ Đức Bà thì mình kéo đi ra ngoài bến thành chỗ đông người hoặc bến xe mình làm ngoài ngoài, hiểu không? Phải chơi dương đông kích tây như vậy đó. Giả bộ nói bến Ninh Kiều ở tại Cần Thơ, nhưng mà nó tú là bến Ninh Kiều, thì mình chạy vô bến xe Cần Thơ hoặc là mình đi vô những cái nơi nào, mình phải dương đông kích tây với cái lũ đảng đỉ này như vậy đó. Chị nghĩ rằng nó thành công, chứ đừng có nói là mình thực hành ngay cái chỗ địa điểm đó nha. Chị là chị chơi ác lắm. Chị là chị chơi như vậy không à. Cho nên những này là đảng đỉ này nó hung đung sợ chị lắm, sợ chị là như vậy đó.
Chị Lisa ơi, vào lúc 1 giờ chiều, em chạy xe ngang khu vực đường Phạm Văn Hai. Em thấy tụi nó huy động 4 xe cứu hỏa, vài xe cảnh sát và xe y tế. Hình như tụi nó đang diễn tập đó chị. Trời mẹ, bơm xăng vô 4 xe cứu hỏa này cho chị. Vì người dân nói không thấy bị cháy, em quan sát thấy chừng đó xe thôi mà khu vực này đường đã ùn tắc. Bộ mọi người bị cúp điện, nháo nhào ra đường đứng ngó nghiêng quá trời chị ơi. Cho nên em nghĩ nếu mà tuần hành dùng xe chặn đường phát loa lớn thì sẽ rất hiệu quả đó chị. Ừ, thì chị đã nói rồi mà. Chỉ cần đi ra mà nó cúp điện một cái là nháo nhào kéo nhau ra ngoài đường. Có toàn dân đi ra ngoài đường như vậy. Xe cứu hỏa tới bắt đầu là kêu bằng là chổi bơm xăng vào. Bắt đầu là kêu bằng là tại vì mình biểu tình buổi sáng là bất bạo động rồi. Hiểu không? Chủ nhật buổi sáng là mình biểu tình bất bạo động. Cái bắt đầu của nó tưởng sao là nó dẹp được cái người bất bạo động rồi. Mình canh me tới 3 giờ sáng thứ hai, tức là 6 tây tháng 3 đó. Bắt đầu là mình chơi ì đùng ở ngoài xa lộ cho chị, để mà sáng thứ hai là nó nghẹt mẹ, nó xe hết trơn, cứu hỏa đôi khi nó bị cháy banh tành hết mẹ luôn, những cái trạm mà thu phí đó cũng cháy banh lên luôn đi. Đây là cơ hội cho những cái tài xế mà xe tải container đó phải nên ý thức được nha, không nếu cần thiết rồi là nhấn ga tông chết mẹ mấy thằng giao thông luôn, hoặc là giả bộ lạc tay lái tông mẹ nó vô trong cái vấn đề là kêu bằng là cái chòi cái gác của nó luôn nha, không để mà sau này đó các người đi ra thông thương khỏi cần đóng phạt mẹ gì trơn á. Chạy ngang đó là trên xe tải lúc nào cũng thủ bơm xăng cho Lisa, trội mẹ vô trong những cái đồn, những cái bót, những cái trạm nào mà nó thu phí đó luyện mẹ nó hết trơn luôn, phong tỏa luôn đi. Đường quốc lộ 1 nó dài lắm mà, cho nên cứ việc trạm nào là tông mẹ trạm nấy, đập được cứ đập, giết được cứ giết, phá được cứ phá. Mục tiêu của chị là ba sạch đó là gì biết rồi chứ gì, phá sạch, đốt sạch, giết sạch. Đối với cái lũ chó đẻ đảng đĩ này là phải như vậy đó. Để tao coi tao còn con chó tình báo Hoa Nam nào mà tao bay trà trộn vô người dân Việt Nam hay không. Các bạn phải xứng đáng là con rồng cháu tiên, phải xứng đáng với câu nói của Trần Bình Trọng: ta thà làm quỷ nước Nam chứ không bao giờ làm vương đất Bắc. Để cho thằng chó Trọng Lú nó đi qua bển nó làm vương đất Bắc đi, còn toàn dân Việt Nam hơn 90 triệu thà làm quỷ nước Nam để mà báo thù chứ không làm vương đất Bắc. Tức là các bạn phải đập bỏ, phải phá bỏ, không có mà yêu Việt Nam con gái mẹ gì trong toàn là của cái lũ tạo là đập mẹ hết. Bây giờ làm cho nó tan xác tiêu điều luôn cũng được, miễn sao mà sụp đổ, lật đổ được cái chế độ này thì thế giới lúc đó người ta sẽ vấn đề là đi vào Việt Nam sẽ làm cho các bạn cứ bằng là sang trang hơn. Các bạn đừng có lo sợ. Các bạn thấy ở bên Campuchia không? Ở tại Phnom Penh đó, Pol Pot nó vô nó tàn phá ta, nó vô tiêu điều hết trơn, đầu người đầu lâu không, trường học ta nói hả, nó rào dây kẽm gai lại. Mà bây giờ sau khi tàn quân chế độ Pol Pot sụp đổ, các bạn thấy Campuchia bây giờ Phnom Penh nó đẹp cỡ nào, nó xây dựng mới cỡ nào. Cho nên quý vị đừng có lo sợ. Cho nên đối với Lisa đó là đừng có tiếc, đừng có nuối con mẹ cho nó, cứ việc đập hết, phá hết, diệt hết, đốt sạch, phá sạch, giết sạch. Đối với cái lũ đảng đĩ là phải như vậy cho Lisa. Coi tụi bay những này là cỡ nào. Sợ tao chứ con. Bỏ tập tụi bay bắt bà nội tụi bay nhé. Bây giờ sợ chưa hả? Bây giờ không dám những này là nói chuyện tên tao ra nữa rồi hả? Lisa giao cho bên BBC với cho mọi người trên thế giới đang nói chuyện về những cái người mà những này là bị bắt ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Bởi vì Lisa sợ rằng là đưa những cái tên như là anh Vũ Quang Thuận với dạ anh những này là kêu bằng là Nguyễn Văn Hiển được kêu ra đó, nó loãng đi cái cuộc biểu tình, cũng có thể cái lũ đảng đĩ nó giả bộ nó chơi dương đông kích tây nó làm như vậy đó, nó giả bộ nó chụp đại mẹ nó vô để cho mình cứ việc trú trọng vào cái người đó mà mình quên đi đại cuộc. Chị đâu có mắc mưu cái đảng đĩ này, cho nên đợi xong xuôi đi, chị giao cho nhân quyền, chị giao cho mọi người làm việc đi, rồi từ từ xong cuộc biểu tình này bắt đầu là chị xoáy vào đảng đĩ đàn áp internet, đảng đĩ đàn áp dân tộc Việt Nam. Cho nên các bạn đừng để cho nó bị loãng đi những cái tình hình này. Đây là cái cuộc tổng nổi dậy của toàn dân. Nó muốn làm cái gì kệ con gái mẹ của nó. Thằng đảng đĩ là chuyên môn như vậy đó. Nó giả bộ nó làm những cái tin như vậy để cho loãng đi cái cuộc biểu tình tổng nổi dậy. Bởi nó rất là sợ khi lòng người dân đã nổi lên. Các bạn thấy rõ ràng, bây giờ tờ báo quân đội trên đài truyền hình nó cũng đã kêu gọi mọi người dân đừng có ủng hộ theo. Bởi vì nó biết sức mạnh của người dân. Các bạn nên nhớ người dân là bá tánh.
Cho nên bá tánh như nước mà xã tắc như thuyền. Nước có thể đưa thuyền đi tới bến bờ, cũng có thể nhấn chìm chiếc thuyền ở giữa dòng sông. Cho nên người dân khi sức mạnh người dân mà đã nổi lên rồi, khi mà nước đã nổi lên rồi thì sẽ nhấn chìm đi cái chiếc thuyền của Đảng Cộng sản. Cho nên chiếc thuyền của Đảng Cộng sản bây giờ nó đang bấp bênh, bởi vì cơn sóng dữ nó đang chuẩn bị, nó cuồn cuộn quán hờn. Đó là lòng dân người ta đang quán hờn. Cho nên Lisa còn nhận được một cái bản tin là bây giờ nó dụ cho những cái con chó mà kêu binh cảnh sát cơ động này phải lớn lời là kêu bằng đi ra để mà trấn áp người dân. Để sau cái cuộc biểu tình này rồi thì nó bắt đầu nó lấy tiền của người dân để mà nó trang trải, bởi đảng đỉ bây giờ các bạn biết nó không còn tiền. Bởi cho nên nếu các bạn mà không đoàn kết để mà cùng đứng lên thì coi chừng sau cái cuộc biểu tình này, những con em mình đi tới trường nó kiếm chuyện là nó tăng 1.000 cái tiền thuế lên phải đóng. Hoặc là những người dân nó tự động nó vô nó cướp cũng không chừng. Có thể nó vô để mà nó tịch thu vàng dòng tiền bạc của quý vị cũng không chừng. Bởi vì nó muốn lấy đất để mà nó bán cho thằng Tàu. Nó không cần biết người dân phải sống ra sao. Các bạn phải nên nhớ như vậy nha. Chúng ta phải suy nghĩ, phải có một cái nhìn sâu xa chính trị giống như chị Lisa vậy đó. Chị Lisa mong rằng mọi người ở Việt Nam, nhất là các em sinh viên, cũng phải nên hòa mình vào. Bởi vì các em là những người học cao hiểu rộng, các em là những chất sáp, các em là những mầm non, các em phải hoạch định kinh tế, phải hạt tính kinh tế, phải nhìn ra sự thật. Tại sao đảng đỉ bây giờ nền kinh tế của nó èo uột? Tại sao đảng đỉ bây giờ nó không có tiền? Mà tại sao nó lại giáp đưa ra những cái thành phần này để mà đi ra càng ngày càng đông, để mà vấn đề là bảo vệ chế độ của nó? Rồi khi nó kêu những cái thành phần này ra, tiền ở đâu mà nó đóng cho cái thành phần này? Có phải nó lấy tiền của người dân, lấy tiền thuế của người dân để mà nó trả cho cái người này hay không? Cho nên cái thằng đảng đỉ là một cái thằng ma cô, một cái thằng điếm đàn. Nó bắt con tép mà nó nhử con tôm, nó rút máu của người dân như vậy đó. Cho nên những người nào mà có con cái, có thân nhân của mình phải nhìn ra sự thật này mà đừng bao giờ thờ ơ cả. Kể cả những người buôn bán, kể cả những người làm ruộng, làm nông hoặc là công nhân. Cho nên trong cuộc biểu tình này, nếu nó đàn áp những người dân mà biểu tình, Lisa kêu gọi tất cả các bạn công nhân phải đình công trên diện cả nước cho Lisa. Các bạn đình công thì những hãng xưởng của thằng chó đẻ Tàu nó không làm được thì nó phải rút chân đi ra khỏi Việt Nam. Còn các bạn chỉ vì mà kêu bằng là mê muội nhất thời, chỉ vì 3 đồng tiền bạc cắt của thằng Tàu mà các bạn nghe lời đi vô làm, thì cái hãng xưởng của Tàu nó vẫn còn hiện diện ở tại Việt Nam. Cho nên Lisa mong rằng đã tới lúc toàn dân Việt Nam các bạn phải nên thức tỉnh dậy. Ở bên đất nước của Lisa, Lisa ở đây đó, một cái hãng tương ớt thôi, chỉ có tương ớt thôi đó, mà nó sai ớt ra đó mà cay con mắt đó, cho mọi người đó, hửi hít vô nó cay đó, mà hơn 700 người làm trong nhà máng đồng loạt nghỉ hết, chẳng những nghỉ mà người ta còn kéo đến người ta biểu tình. Rốt cuộc rồi nó phải cuốn cái nhà máy đó đi ra khỏi cái thành phố, tức là ra ngoài, ở ngoài ngoại ô, không có ở trong vấn đề là kêu bằng là thành phố nữa. Các bạn thấy sức mạnh như thế nào? Cho nên người dân Việt Nam các bạn phải học theo những người ở nước ngoài. Một khi người ta biểu tình bất bạo động ôn hòa mà không được rồi thì họ phải dùng tới hành động. Chỉ vậy mà thôi. Giống như ở trong nhà vậy, có một đứa con chúng ta nói nhỏ nhẹ với nó, chúng ta giáo dục nó nghe lời. Cũng có những đứa con nó ngang bướng giống như cái đảng đỉ, chúng ta nói đàng hoàng nó không nghe. Nó vẫn ngang tàn, nó vẫn mất dạy thì phải dùng tới roi vọt, thì phải dùng tới hành động. Cho nên thằng đảng đỉ là không bao giờ nói chuyện với nó được. Thằng này là một thằng mất dạy, thằng này là một thằng ngỗ nghịch, thằng này là một thằng con quan. Mà thằng Tàu nó nói rồi, nó cho cái thằng đảng đỉ, cái đảng Cộng sản Việt Nam là một lũ con quan. Cho nên người dân Việt Nam không cần phải nói chuyện đàng hoàng với cái đám con quan này, mà phải dùng roi vọt để mà đập cho nó chết mẹ nó. Những cái thằng con mất dạy này là phải thanh trừng nó cho Lisa. Cho nên những con chó nào mà nghe lời của cái đảng đỉ, nghe lời những thằng chó đẻ mà đi ra mà đánh người dân rồi là phải uống máu nó cho Lisa. Bởi vì nhiều cái trận biểu tình mà nó đánh đập người dân mà không ai làm động tới nó thì các bạn quá sai lầm.
Người dân Việt Nam quá hiền để cho nó làm càn tới. Cho nên phải giết một thằng để làm gương cho mọi người biết rằng mày phản lại dân tộc thì dân tộc Việt Nam sẽ giết mày chết. Chỉ vậy mà thôi, nha. Ừ. Lisa mong rằng mọi người vấn đề là cái bằng là phải thức tỉnh vậy. Ở tại vấn đề là kêu bằng là mẹ dòng chúa cứu thế đó. Mọi người chỉ nghe nói rằng bên Vatican người ta cũng quan trọng, người ta đặc biệt, người ta theo dõi. Người ta theo dõi dữ lắm. Nha. Yeah. Ừ. Gửi riêng tới chị, hôm nay chúng ta phải đứng lên giành lại quyền tự do dân chủ thật sự từ tay Việt Giang Cộng sản Việt Nam. Hãy kêu gọi mọi người dân đứng lên và trả lại cho người dân những quyền đã mất. Kêu gọi tất cả những người nào có con em mình bị chết vì công an đánh, hoặc là những người nào mà con cháu của mình đang bị bệnh ung thư, hãy nên nói với họ, lựa những người nào ăn nói thuyết phục để cho họ biết mà họ phải vì con của họ mà họ phải báo thù, và họ ra để họ đứng lên để biểu tình chị nhé. Móc nói từ ngày 5 tháng 3 này, chúng ta sẽ kéo dài cho tới 30 tháng 4 hoặc qua 30 tháng 4. Nhất định Cộng sản năm nay phải khốn đốn với vấn đề là kêu bằng là người dân Việt Nam. Cảm ơn chị Lisa nhiều lắm. Ừ. Đúng như vậy. Chào cô Lisa, chúng tôi là tập thể của anh em trong quân đội. Lisa à, tôi xin thưa với Lisa, tôi không có nghe lời cái đảng súc vật này. Tôi chỉ biết là tôi làm bổn phận của một người bộ đội là phải bảo vệ đất nước Việt Nam và bảo vệ dân tộc của tôi. Cho nên Lisa yên tâm, nếu có thành phần nào mà đàn áp hoặc là đánh đập thì anh em chúng tôi sẽ liều mạng để ra nói chuyện với chúng. Còn nếu chúng cày chớp thì chúng tôi sẽ vấn đề là hành động ngay. Ừ, sẵn có lựu đạn, có mìn đó, luyện mẹ vô đi. Các anh là những người mà đã từng vào chiến tranh, đã từng được huấn luyện. Các anh là những người cựu chiến binh, biết sử dụng vũ khí. Còn cái đám văn phòng, cái đám ô hộp đó thì làm sao mà các anh không trừng trị được. Đây chỉ là một cái đám ô hộp thôi. Không có cái cớ gì mà các anh quân đội không đắp được cái đám này. Cho nên đập chết mẹ nó, liếm lựu đạn, liếm mãng cầu vô, giết chết mẹ nó luôn. Kêu gọi người dân tràn vô những cái đồn công an luôn. Cổ mố hận cái lũ chó đẻ đặng đĩ này nha. Điều tra ra có thằng chó nào mà ra lệnh cho tụi bay để mà tàn sát người dân Việt Nam. Thằng chó đẻ Tô Lâm phải chịu trách nhiệm. Bởi vì mày là bộ trưởng bộ công an, mày coi chừng. Qua con chó nào tình báo qua Nam mà tụi bay ra lệnh cho người để mà chuẩn bị vấn đề là cái bằng đàn áp người dân. Ngày mai nha. Chị ơi, ngày 5 tháng 3 em yêu cầu mọi người hãy lấy vỏ xe hơi đổ ra ngoài đường rồi chế xăng lên để cho nổi lửa khắp nơi. Khi xe cứu hỏa tới, mọi người đều tràn tới và chụi bơm xăng cho nó hoảng loạn nha chị. Chỉ cần xe cứu hỏa mà chúng ta vấn đề là liệm là xong. Thậm chí em nghe nói nó dùng tới xe vòi rồng, chúng ta cũng chụi bơm xăng vào xe vòi rồng luôn nha chị. À, xe vòi rồng tức là xe hơi cay đó. Cho nên nếu mà nó trụ bị nó đi vào thành phố để mà nó ấy người dân thì cứ việc chọi cho nó cháy banh xe luôn cho chị. Chị thích như vậy đó. Nha. Ừ. Chị Lisa ơi, em có một bài để chia rẽ. Để vấn đề là cứ nói cho chị nghe nè chị. Thằng Võ Kim Cự nó là một con dê tế thần do Nguyễn Phú Trọng đã đem ra sự. Cho nên chị phải nói rằng những con chó nào mà nghe lời hoặc là những cựu chiến binh thì hãy cẩn thận nha chị. Ừ. Thì bây giờ mọi người trong nước Việt Nam thấy rõ rồi đó. Nếu mà mọi người trong nước Việt Nam mà không thấy rõ nữa thì thôi ngục quá rồi. Thằng Võ Kim Cự là bàn tay của nó đó. Mà bây giờ nó đem ra để mà nó gia bộ, nó xử, nó thanh trừng rồi đó. Chào chị Lisa. Chị ơi, sáng nay em thấy quân đội và có cả lực lượng, nhóm cơ động, chúng nó lại tiếp tục huấn luyện rầm rộ. Em cố tình tiếp cận để quay video. Nó huấn luyện kệ con gái mẹ, nó chỉ cần bơm xăng chọi vô là nó tan hàng. Cái lũ cảnh sát cơ động ở Việt Nam toàn là cái lũ gà mái phá chuồng không, em yên tâm. Thằng nào cũng sợ chết hết trơn. Cho nên chọi bơm xăng vô làm lớn chuyện đi, thế coi nó dám đứng đó không. Yên tâm đi. Cái lũ này không có cần. Đối với chị là vấn đề là cái lũ này chỉ cần người dân Việt Nam khẳng khái đứng lên, phải truyền thông điệp với nhau
phải đoàn kết tạo thành một sức mạnh. Đảng Cộng sản nó biết rõ ràng sức mạnh của người dân một khi nổi lên thì cho dù 1.000 vấn đề là quân đội, 1.000 vấn đề là kêu bằng là sư đoàn cũng không làm gì được với cái lòng của người dân nổi lên như vậy. Chỉ cần nó đưa quân đội ra, chỉ cần nó đưa cái cơ động ra là thế giới lên án liền. Bởi vì các em nên nhớ kỹ, các em là công dân của một nước. Mà bây giờ các em ở trong một đất nước mà nó lại dùng quân đội để giết dân của nó thì rõ ràng đây là tập đoàn phản động. Rõ ràng cái thằng Đảng Cộng sản này là nó là thằng tình báo Hoa Nam. Cho nên cầm những cái băng rôn như là chị Lisa đã hiến kế, tức là phải nói thẳng là người Việt không giết người Việt. Cho nên những người nào mà đánh người dân, giết người dân là những thằng Tàu Cộng. Phải nói thẳng như vậy, phải chửi thằng Tàu Cộng. Hoặc là cầm những cái băng rôn bằng tiếng Anh nói rằng là China Army kill Vietnamese, tức là nói quân đội của tao nó đã sang đây, nó trà trộn để nó giết người dân Việt Nam. Ở bên nước ngoài chị sẽ đổ dầu vô lửa, chị sẽ nói vô. Chị nói không có người Việt Nam đâu. Đây là thằng chó đẻ Tàu Cộng nó cài qua. Cho nên những con chó này là của Tàu Cộng. Cho nên sau này nếu mà lỡ nó có chụp mũ cho người dân mà giết những con chó này để mà nó ra thế giới thì chị cũng nói rằng con chó này nó là Tàu Cộng. Bởi vì người Việt Nam của tụi tao thương nhau. Người Việt không bao giờ đánh người Việt. Chỉ có con chó Tàu Cộng nó đi qua, nó cài qua bên đây để mà nó giết người dân của tao thôi. Cho nên các em đừng có run sợ nữa, phải cầm những cái biểu ngữ như vậy đó. Nhớ nha, nếu ai mà có cờ của Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cầm trên tay, đó là chỉ áp dụng cho những người bất bạo động thôi. Bởi vì khi giơ hai tay lên là phải cầm hai cây cờ chéo với nhau, một cờ Mỹ, một cờ vấn đề là của nhân quyền. Nếu mà nó đánh đập thì cứ để cho nó đánh đập để mà người ta nhìn thấy, để thế giới người ta có cái cớ, người ta nói vào là mọi người này người ta đang yêu chuộng Liên Hiệp Quốc, yêu chuộng nhân quyền, người ta đòi nhân quyền. Mà bây giờ cái Đảng Cộng sản nó đã bán nước Việt Nam này cho Tàu, hoặc là thằng Tàu khống chế để mà vô đánh đập người này, tức là nó không coi Liên Hiệp Quốc ra gì. Những người dân này yêu chuộng tự do, yêu chuộng tôn trọng nhân quyền, đòi lại những cái quyền mà của con người mà nó đánh đập như vậy. Đừng có cầm gì ngoài những cái băng rôn bằng tiếng Anh cho chị. Phải chia ra. Một bên là bảo vệ môi trường. Một bên là bảo vệ môi trường. Miệng của mọi người la làng lên Formosa cút khỏi Việt Nam, bảo vệ môi trường. Nhưng mà băng rôn thì chúng ta hãy nên dương ra bằng tiếng Anh cho Lisa. Bởi vì cái cuộc tổng nổi dậy này, biểu tình này là tập trung vào truyền thông của thế giới. Cho nên băng rôn phải bằng tiếng Anh. Hôm ra chúng ta kéo băng rôn được ra bằng tiếng Việt. Cho nên chỉ một hai cái băng rôn bằng tiếng Việt thôi. Còn những người mà đa số là cầm tiếng Anh cho chị, ghi tiếng Anh cho thế giới người ta nhìn thấy được, cho đẹp mặt cái đảng đĩ này, để mới thanh trừng, để mới là cấm giận được. Phải nói thẳng nha. Ngày mai là ngày cuối cùng. Chị ơi, em rất là nôn nóng và mong chờ mọi người dân Việt Nam. Chị livestream nhắc nhở người dân trước khi đi thì mang theo biểu ngữ tiếng Anh, nhắn với người dân dùng phần mềm file chat để nhắn tin và liên lạc. Phần mềm này đã giúp cuộc biểu tình ở tại Hồng Kông được thành công mỹ mãn đó chị. Đảng thú vật nó bắt đầu chặn mạng rồi chị ơi. Có thể nó sẽ cúp điện để mà nó đàn áp. Cho nên người dân sẽ liên lạc với nhau bằng file chat. Đúng vậy, mọi người dân đi ra ngoài không có internet thì cái file chat không cần internet, các bạn có thể chat nhắn tin được cho mọi người liên lạc với nhau trong nhóm của mình. Chị ơi, chị hết giờ rồi kìa chị ơi. À, nói tóm lại, ngày hôm nay chủ đề là mọi người trong nước Việt Nam phải truyền cái thông tin mà kêu gọi tổng biểu tình này đến từng người một. Từ trong bệnh viện cho đến trường học, kêu gọi mọi người không nghe những cái luận điệu đài báo hù dọa của đảng đĩ. Cho nên kêu gọi từ bệnh viện cho tới học trường, cho tới sinh viên, cho tới nông dân, cho tới công nhân. Nếu cần bãi thị, đình công, bãi khóa để mà cùng nhau xuống đường cho chị nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người dân Việt Nam
và cảm ơn các bạn ở trong nước Việt Nam. Lisa đang chờ đợi những tin vui khi cuộc biểu tình xảy ra. Và Lisa đã có những kế sách tiếp theo để cho mọi người dân Việt Nam chúng ta phải làm tối luôn. Tao cho cái đảng đỉ tụi bay năm nay biết thế nào là lễ độ. Tụi bay gặp sao la hầu cho tụi bay bỏ tật, tụi bay mất dạy nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc thành công, chào quyết thắng đối với dân tộc Việt Nam. Nhất định phải lật đổ cái đám chó đẻ súc vật Đảng Cộng sản, đảng đế, phải lật đổ cho bằng được. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Bye bye.